Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tuần hàng nông sản Việt Nam tại chuỗi siêu thị An Maya, Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất góp phần đưa thương hiệu Việt được biết đến nhiều hơn tại thị trường vùng vịnh. Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore thu hút đông đảo khách đến tham quan cũng như trao đổi cơ hội hợp tác. Câu chuyện dạy và học tiếng Việt tại Cộng hòa Séc trong nhiều năm qua thể hiện tình yêu tổ quốc của những người con xa quê hương. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều tối ngày 25 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm COPIC, thủ đô Phnom Penh, Campuchia, đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Kinh tế Quốc phòng Việt Nam-Campuchia 2023. Hội chợ Triển lãm do Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia tổ chức. Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế quốc phòng Việt Nam-Campuchia 2023 là sự kiện thúc đẩy kinh tế của hai nước và cũng là dịp hướng tới kỷ niệm 70 năm quốc khánh Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu tốt đẹp trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia, đặc biệt trên lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư. Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Campuchia cho rằng hội chợ là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân hai nước gia tăng kết nối giao thương, tăng cường hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình. Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế quốc phòng Việt Nam Campuchia 2023 có gần 150 doanh nghiệp hai nước tham gia với trên 200 gian hàng trưng bày các sản phẩm máy móc, công nghệ, đồ dệt may, da giày và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác. Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế quốc phòng Việt Nam Campuchia 2023 sẽ diễn ra trong thời gian 5 ngày từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 10. Duy Hưng, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Campuchia. Cũng nhằm mục đích gia tăng kết nối giao thương, một tuần hàng nông sản Việt Nam đã tổ chức mới đây tại chuỗi siêu thị An Maya, Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sự kiện đã góp phần đưa thương hiệu Việt Nam được biết đến nhiều hơn tại thị trường vùng vịnh, còn giàu tiềm năng này. Phóng sự của các phóng viên truyền hình Việt Nam tại vùng vịnh. Dừa, chanh, măng cụt hay dưa hấu đều là những sản phẩm phổ biến ở Việt Nam. Hôm nay, những nông sản này và gần 30 mặt hàng khác nữa từ Việt Nam đang được bày bán ở 59 nhánh của chuỗi siêu thị An Maya, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thông qua hệ thống các chuỗi siêu thị, nông sản Việt ngày càng có chỗ đứng tại một trong những thị trường khó tính nhất khu vực vùng vịnh. Siêu thị chúng tôi có rất nhiều hàng hóa từ Việt Nam, nhưng chúng tôi vẫn chưa hài lòng. Chúng tôi tiếp tục tổ chức các chương trình quảng bá nông sản từ Việt Nam để giới thiệu cho khách hàng ở đây, vì chất lượng, giá thành nông sản của các bạn thật tuyệt vời. Các khách hàng của chúng tôi đều yêu thích các sản phẩm từ Việt Nam. Hiện nay chúng tôi đang làm việc với Đại sứ quán Việt Nam để tìm kiếm các đối tác mới và tăng nhập khẩu sản phẩm mới từ Việt Nam. Ngoài các mặt hàng nông sản của Việt Nam, năm nay An Maya cũng bày tỏ mong muốn nhập khẩu thêm các sản phẩm mới để đa dạng hóa phân khúc sản phẩm Việt Nam của siêu thị này. Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp Việt tăng cường hợp tác, chiếm lĩnh thị trường ở một trong những kênh phân phối chính ở các quốc gia vùng vịnh. Việc tổ chức những tuần hàng nông sản này để cho mọi người, khách hàng ở đây nhận thức ra được cái brand name hàng Việt Nam, cái nhãn hiệu hàng Việt Nam. Và để rồi từ đó cứ từng bước nó xây dựng tập tục, một cái thói quen và dẫn đến là cái sở thích của người khách hàng ở đây đối với cái hàng Việt Nam. Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang đàm phán, dự kiến sẽ ký kết trong năm nay Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện, Tự do hóa Thương mại và Dịch vụ. Hàng hóa Việt Nam vì thế được dự báo sẽ còn nhiều cơ hội để thâm nhập sâu hơn tại thị trường vùng vịnh này. Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra tại Singapore. Chương trình do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh chủ trì với nhiều hoạt động trong khuôn khổ hội chợ triển lãm du lịch quốc tế châu Á tại Singapore. Đây là lần thứ hai ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh tham gia hội chợ triển lãm quốc tế châu Á tại Singapore. Tổng cộng có 16 doanh nghiệp tham gia triển lãm lần này,
giới thiệu các dịch vụ khách sạn, tour du lịch, ẩm thực, trải nghiệm, các điểm tham quan nghỉ dưỡng hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh và các vùng liên kết du lịch. Cùng với đà phục hồi du lịch mạnh mẽ, với doanh thu từ du lịch năm 2022 vượt mức năm 2019 là thời điểm trước dịch, thành phố Hồ Chí Minh xác định cần đẩy mạnh quảng bá với thị trường Đông Nam Á và Đông Bắc Á là những thị trường trọng điểm cần thu hút du khách. Và chúng tôi cũng kỳ vọng đây là một cái tiền đề để năm sau chúng tôi sẽ cùng với những cái doanh nghiệp lớn để tiếp tục mở rộng cái gian hàng tại ASEAN ATP. Vì chúng tôi coi đây là một cái thị trường rất là trọng điểm để thu hút khách không chỉ là tại khách quốc tế mà còn là cái dịp để chúng ta cập nhật những cái xu hướng mới của du lịch thế giới. Ngay trong ngày đầu tiên của triển lãm, các gian hàng của Việt Nam đã thu hút rất đông khách đến tham quan cũng như trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực còn nhiều tiềm năng này. Tôi cho rằng du lịch của cả Singapore và Việt Nam đều tăng trưởng tốt. Và tôi thấy văn hóa Việt Nam, ẩm thực và các thắng cảnh tự nhiên là những thế mạnh của Việt Nam, khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn và thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Chúng ta mong muốn ở đây là mong muốn thu hút những cái khách nước ngoài đang học tập làm việc ở tại Singapore và khách đến Singapore du lịch sau đó đến Việt Nam. Thì tôi hy vọng là qua cái dịp tham dự lần này sẽ thu hút được nhiều khách đến Việt Nam nói chung và đến các cái địa điểm của Vinpearl và Vinpearl Golf. Và cũng hy vọng là qua cái lần này sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các bạn Singapore về tổ chức các sự kiện hội nghị MICE. Đây là một cái thế mạnh tuyệt vời của Singapore. Hội chợ triển lãm du lịch quốc tế châu Á năm nay diễn ra với số lượng tham gia kỷ lục với 1.838 công ty du lịch quốc tế, tăng 35% so với năm ngoái và có sự tham gia của 80 tổ chức du lịch quốc gia và khu vực. Hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore sẽ diễn ra đến hết ngày 27 tháng 10. Hiếu Hưng, phóng viên Việt Nam tại Singapore. Một sự kiện quảng bá văn hóa du lịch khác cũng mới được khai mạc vào tối 25 tháng 10, đó là Tuần Văn hóa Du lịch Tây Bắc và thành phố Hồ Chí Minh tại Lào, tại thành phố Luông Pha Băng, phía Bắc của Lào. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác văn hóa du lịch giữa các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai và thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Luông Pha Băng và các tỉnh Bắc Lào. Phóng viên truyền hình Việt Nam sẽ thông tin về sự kiện từ Luông Pha Băng. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Tây Bắc, thành phố Hồ Chí Minh, sắc màu đại ngàn đã mở đầu cho Tuần Văn hóa Du lịch Tây Bắc và thành phố Hồ Chí Minh tại Lào. Với các tiết mục được dàn dựng công phu, các người vẻ đẹp thiên nhiên, con người hai nước, chương trình đã giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của từng địa phương tham dự Tuần Văn hóa đến người dân hai nước cũng như bạn bè quốc tế đang có mặt tại Luông Pha Băng. Trên cơ sở đánh giá những dư địa, thế mạnh, tiềm năng của các tỉnh vùng Tây Bắc cũng như thành phố Hồ Chí Minh trong chuỗi liên kết để phát triển du lịch cũng như là gì thu hút kêu gọi đầu tư du lịch, quảng bá hình ảnh nét đẹp văn hóa của các dân tộc ở vùng miền Tây Bắc cũng như thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và gì con người Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế. Diễn ra trong 3 ngày, Tuần Văn hóa Du lịch Tây Bắc và thành phố Hồ Chí Minh tại Lào gồm các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, triển lãm ảnh giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng, sản phẩm du lịch, nông nghiệp đặc trưng của vùng Tây Bắc, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Luông Pha Băng. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp khảo sát, đánh giá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch tại tỉnh Luông Pha Băng, từ đó xây dựng cơ sở phát triển sản phẩm du lịch kết nối, đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển mở rộng thị trường giữa các địa phương của hai nước Việt Nam, Lào. Đây là lần đầu tiên thành phố Luông Pha Băng với các tỉnh Tây Bắc và thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam phối hợp tổ chức một sự kiện như thế này và đã thu hút được sự quan tâm của cả du khách trong và ngoài nước. Tôi nghĩ trong sự kiện lần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau tổ chức tuần lễ văn hóa một cách phong phú, đa dạng và hấp dẫn hơn. Không chỉ thúc đẩy hợp tác văn hóa du lịch, Tuần Văn hóa Du lịch Tây Bắc và thành phố Hồ Chí Minh tại Lào cũng khẳng định quyết tâm của các địa phương hai nước trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc Lào cùng bạn bè quốc tế có cơ hội hiểu rõ hơn về vùng Tây Bắc Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Phương, phóng viên Việt Nam, đưa tin từ Luông Pha Băng, Lào.
Vietnam Airlines sẽ đưa vào khai thác đường bay kết nối Đà Nẵng với sân bay Đôn Mường, sân bay lớn thứ hai của thủ đô Bangkok, Thái Lan từ ngày 29 tháng 11. Theo đó, sau khi đưa vào khai thác, đường bay này sẽ có tần suất 7 chuyến một tuần. Hiện, Vietnam Airlines đang khai thác 49 chuyến bay mỗi tuần kết nối giữa các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đi Bangkok, Thái Lan. Phần cuối của bản tin là câu chuyện lan tỏa hoạt động dạy và học tiếng Việt tại Cộng hòa Séc. Nhiều năm qua, nhiệm vụ gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn được bà con người Việt tại Séc đặc biệt quan tâm. Trong đó có công tác dạy tiếng Việt cho các thế hệ tiếp theo được xác định là khâu đặc biệt quan trọng. Được thành lập từ năm 2003, Trung tâm Tiếng Việt Sapa tại Cộng hòa Séc là cơ sở đầu tiên cho phong trào dạy và học tiếng Việt tại Séc. Sứ mệnh góp phần gìn giữ tiếng Việt và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc của Trung tâm thực hiện được là nhờ một phần rất lớn vào sự đóng góp của mỗi thành viên trong cộng đồng người Việt. Trong vòng suốt 20 năm qua, thì ở dưới góc độ là lãnh đạo Trung tâm Thương mại Sapa là chúng tôi không thu bất cứ đồng tiền thuê nào với cái Trung tâm Tiếng Việt cả. Bởi vì chúng tôi ý thức được rằng là để giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc thì tôi cho rằng là tiếng Việt là một trong những chìa khóa rất quan trọng để tiến hành các cái việc đó. Đối với những người còn xa quê, việc hiểu và sử dụng thành thạo được tiếng Việt chính là cách ngắn nhất để thêm hiểu và yêu những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Ngôn ngữ đó như sợi dây rốn nối liền để không tách rời những người con xa xứ với quê cha đất tổ. Lý do cháu bắt đầu học tiếng Việt là tại cháu muốn nói chuyện với bố mẹ và gia đình ở Việt Nam. Tại trước là cháu không biết tiếng Việt lắm thì cháu thấy hơi khó khi nói chuyện và tiếp xúc với gia đình và bạn bè ở Việt Nam. Thì cháu muốn đổi cái đấy đi tại vì cháu rất là muốn tìm hiểu về tiếng mẹ đẻ và tìm hiểu về văn hóa của Việt Nam. Hiện nay, dù còn nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy tiếng Việt, tuy nhiên các hoạt động dạy và học tiếng Việt, đặc biệt cho thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài, đã trở thành phong trào phát triển khá mạnh từ nhiều năm qua tại Cộng hòa Séc. Ở mọi nơi, mọi lúc thì cộng đồng chúng tôi đều quan tâm bằng mọi cách, chứ không chỉ riêng những lớp học tiếng Việt, còn có những trại hè tiếng Việt, trại hè về nguồn, hoặc là có những cái cuộc thi để cho các em thể hiện được tiếng Việt. Tất cả là vì mục đích để cho con em mình tiếp cận được với tiếng Việt. Tiếng Việt là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. Việc gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam sống ở nước ngoài có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi đây vừa là cầu nối, vừa là phương tiện góp phần lan tỏa và truyền bá ngôn ngữ, văn hóa dân tộc, cũng như thể hiện tình yêu tổ quốc của những con người xa quê hương. Hy vọng không chỉ tại Cộng hòa Séc mà phong trào dạy và học tiếng Việt sẽ còn tiếp tục được lan tỏa khắp thế giới. Và đến đây thì bản tin Người Việt Bốn Phương cũng xin được khép lại. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.